Sau 20 năm, hai mỹ nhân phim Như Ý, các tường đều rời bỏ showbiz. Sau gần 20 năm tham gia Như Ý, các tường, Quang Vịnh Hà và Trần Hảo đều không còn nổi tiếng như xưa, bù lại họ có cuộc sống gia đình đáng ngưỡng mộ. Năm 2003, bộ phim Như Ý, các tường lên sóng màn ảnh nhỏ Việt Nam và nhanh chóng được đón nhận nồng nhiệt. Phim kể về mối tình tay ba để cảm động giữa chàng công tử đới Xuân Dần, Trương Vệ Kiện đóng và hai cô gái xinh đẹp. Tài trí là thiên kim tiểu thư Như Ý. Trần Hảo đóng và cô gái nghèo có võ công cao cường Cát Tường, Quan Vịnh Hà đóng. Thời điểm đó, vẻ đẹp yêu kiều, cùng diễn xuất tự nhiên, lôi cuốn của hai mỹ nhân Như Ý Trần Hảo và Cát Tường Quan Vịnh Hà đã gây thương nhớ cho nhiều khán giả. Thành công của bộ phim giúp họ trở thành những mỹ nhân được săn đón hàng đầu lúc bấy giờ. Đáng tiếc, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, cả hai lại lựa chọn rời xa sâu bích để chăm lo cho tổ ấm riêng. Đến nay, sau gần 20 năm tham gia Như Ý. Các tưởng cả Trần Hảo và Quan Vịnh Hà đều không còn vang bóng như xưa, song bù lại họ có cuộc sống gia đình đáng ngưỡng mộ. Các tường Quan Vịnh Hà, với những khán giả yêu thích phim TBV, Quan Vịnh Hà không phải là cái tên xa lạ. Nữ diễn viên được mệnh danh là hoa đáng tài năng hàng đầu của TBV, tên tuổi gắn liền với nhiều bộ phim đình đám như Mỹ Vì Thiên Vương. Lực lượng phản ứng, tuy không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, rực rỡ như nhiều giai nhân cùng thời, nhưng Quang Vịnh Hà lại chiếm được tình cảm của người hâm mộ bởi nét dung dị, gần gũi cùng diễn xuất tự nhiên, đa dạng. Khi đóng như ý, Cát Tường, dù đã gần 40 tuổi, nhưng cô vẫn chinh phục người xem bởi lối diễn xuất thần, toát lên sự trẻ trung. Lanh lợi cùng nụ cười sảng rỡ, ấm áp. Sau khi phim kết thúc, danh tiếng của Quang Vịnh Hà không chỉ rực rỡ Hồng Kông, Trung Quốc mà còn lan sang cả đại lục. Tuy vậy, cô không thừa thắng xông lên, tiếp tục phát triển sự nghiệp mà chọn lui về làm vợ, làm mẹ nữ diễn viên kết hôn với tài tử trương gia huy và rời xa làng giải trí thời điểm mới bên nhau mối tình giữa quang vịnh hà và trương gia huy từng bị phản đối kịch liệt nguyên nhân là vì khi ấy quang vịnh hà đã là hoa đáng nổi tiếng còn trương gia huy mới chỉ là một diễn viên ít tiếng tăm lại kém cô ba tuổi nhiều người cho rằng anh đeo bám danh tiếng của quang vịnh hà để được chú ý bất chấp những lời đàm tiếu của dư luận quang vịnh hà vẫn chọn đứng bên trương gia huy cô chấp nhận gác lại sự nghiệp tập trung chăm lo cho gia đình và hỗ trợ chồng trong công việc. Sự hy sinh của quan Vịnh Hà cuối cũng đã được đền đáp. Sau những ngày tháng phấn đấu không ngừng nghỉ, danh tiếng của Trương Gia Huy lên như diều gặp gió. Năm 2009, anh đoạt 7 giải thưởng điện ảnh lớn và lập kỷ lục với 10 tượng vàng ảnh đế. Khi đã trở thành anh cả trong làng điện ảnh Hồng Kông, tài tử họ Trương không quên công lao của người vợ Tàu Khang. Mỗi khi nhắc đến quan Vịnh Hà, anh luôn dành cho cô sự trân trọng, yêu thương hết mực. Câu chuyện của cặp đôi đã chứng minh rằng mối tình hạnh phúc giữa chàng lọ lem và nàng thiên kim tiểu thư là có thật. Hiện tại, sau nhiều năm chung sống, Quang Vịnh Hà và Trương Gia Huy vẫn giữ được tình cảm gắn bó, son sắc. Họ sống kín tiếng, giản dị bên cô con gái hơn 10 tuổi. Nhiều lần Papara di chụp được hình ảnh Quang Vịnh Hà xuất hiện trên đường phố Hồng Kông, khi thì đi mua sắm, dạo phố cùng chồng con. Lúc lại đưa đón con gái đi học. Dù không còn mang dáng vẻ lòng lẫy của một minh tinh, nhưng có thể thấy nữ diễn viên đang được sống một cuộc đời bình yên và thanh nhàn bên gia đình. Như ý Trần Hảo, nếu như các tường của Quang Vịnh Hà được khán giả yêu mến bởi sự gần gũi, ấm áp thì như ý của Trần Hảo lại gây sao xuyến bởi vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, vừa cao sang, trang nhã, vừa thông minh, tinh tế. Khi đóng như ý, các tường, Trần Hảo đã là diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh hoa ngữ. Sau sự bùng nổ của nhân vật như ý, Nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ với nhiều vai diễn để đời khác như A Tử trong Thiên Long Bát Bộ 2003 hay Điêu Thuyền trong Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tuy nhiên cũng giống như Quang Vịnh Hà, khi tên tuổi đang trên đà phát triển rực rỡ, Trần Hảo bất ngờ kết hôn với ông xã Doanh Nhân. Sau khi lập gia đình, cô lui về phía sau cánh gà, tập trung chăm sóc gia đình và lần lượt sinh cho chồng hai cô con gái, một bé trai. Để tránh những thị phi không đáng có, Trần Hảo rất kính tiếng trong cuộc sống cá nhân. Tuy vậy, theo Sohu, gia cảnh chồng cô rất giàu có, thế lực. Vì thế, dù không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz, cô vẫn có cuộc sống giàu sang bên chồng con tại một biệt thự mang phong cách châu Âu ở Bắc Kinh. Những năm gần đây, thi thoảng Trần Hảo vẫn xuất hiện trước công chúng. Mỗi lần như vậy, cô lại khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ bởi nhan sắc trẻ đẹp và phóc dáng thon gọn bất chấp tuổi tác. Dù được chú ý, Trần Hảo vẫn khá kính tiếng và chỉ tham gia diễn xuất rất ít dù nhớ nghề. Năm 2021, nữ diễn viên tái xuất màn ảnh với phim công huân đóng cùng huỳnh hiểu minh dù phải cư sừng làm nghé khi hóa thân thành một nhân vật tuổi đôi mươi nhưng cô vẫn không hề gây phản cảm bởi vẻ trẻ trung yêu kiều hiện tại trần hảo đang là giáo sư của học viện hí tịch trung ương ngôi trường có tiêu chuẩn đào tạo cao nhất xứ trung cô chuyên tâm vào công việc giảng dạy và tận hưởng cuộc sống viên mãn bên tổ ấm nhỏ ngoài ra nữ diễn viên còn giữ chức phó chủ tịch hiệp hội diễn viên truyền hình trung quốc